Vừa qua, Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch rửa trái đất 2021. Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức hưởng ứng chiến dịch rửa trái đất 2021, bám sát các diễn biến của đại dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đề nghị tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng rửa trái đất diễn ra trong tháng 3 nhằm thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố tham gia vào chiến dịch. Được biết, Giờ Trái Đất 2021 Việt Nam cũng sử dụng khẩu hiệu slogan của Giờ Trái Đất Toàn cầu năm 2021 là Speak Up for Nature, tức là lên tiếng vì thiên nhiên. Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF tại Việt Nam là đơn vị chủ trì và tài trợ tổ chức các hoạt động Giờ Trái Đất 2021 tại Việt Nam. Các hoạt động trong chiến dịch Giờ Trái Đất năm nay chủ yếu được tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19. WWF sẽ truyền bá về Giờ Trái Đất thông qua các ấn phẩm, các kênh truyền thông, trong đó có hai sự kiện điểm nhấn. Một là talk show trên truyền hình với sự tham gia của đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, WWF tại Việt Nam. Hai là sự kiện đếm ngược Giờ Trái Đất vào tối ngày 27 tháng 3 năm 2021.